Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay kênh Tú Lê miền Tây xin chia sẻ đến các bạn một cái món kem ăn vô cùng ngon trong những ngày nắng nóng. Đó chính là món kem xoài. Phần kem xoài này sau khi làm xong thì nó sẽ rất là mịn màng và dẻo nữa các bạn, giữ được lâu hơn. Cách làm thì cũng rất là đơn giản và dễ thực hiện. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng thực hiện với mình nha. Món kem xoài này ăn trong những ngày nắng nóng thì còn gì bằng nữa. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn nguyên liệu như thế này, mình có 3 trái xoài là 1,2 kg, thì các bạn có thể sử dụng luôn 1,5 kg cũng được nha. Trái xoài của mình nó chín và rất là thơm luôn các bạn. Bên đây mình có sử dụng thêm là 100 g đường, 100 g sữa bột béo. Phần sữa bột béo này các bạn không có thì mình không cần sử dụng cũng được nha. Và mình có thêm là một hộp sữa ông Thọ. Mình hay chọn sữa ông Thọ vì cái độ ngọt vừa phải và cái độ béo rất là ngon, không có ngọt gắt nữa các bạn. Đầu tiên phần xoài này thì mình sẽ gọt vỏ ra. Ở nhà các bạn có cái loại xoài khác đó, thì mình sử dụng cũng được nha. Ở đây thì mình sử dụng là xoài cát quai lọc đó các bạn. Nếu mà cái xoài của mình sử dụng nó có nhạt quá thì mình có thể thêm sữa, thêm đường vào. Sau khi gọt vỏ xong rồi, bây giờ thì mình sẽ cắt ra, mình lấy những cái phần cơm xoài nha các bạn. Trái xoài của mình nó rất là thơm luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho tất cả cái phần cơm xoài vào một cái máy xay sinh tố để mà mình xay cho nó thật là nhuyễn luôn nha. Tiếp theo thì các bạn cho vào đây thêm là 100 ml nước để cho mình dễ xay hơn. Cái này là mình xay cho nó thật là mịn luôn nha các bạn. Sau khi mà phần xoài xay được mịn rồi, mình sẽ để sang một bên. Bây giờ mình sẽ đi pha cái phần sữa. Mình cho đường, sữa bột béo vào. Sau đó mình lấy một cái giá mình trộn đều lên cho phần sữa, cho phần bột béo sau khi mình đổ nước vào nó sẽ không có bị vón cục nha. Tiếp theo thì mình cho luôn cái phần sữa ông Thọ này vào, mình sử dụng là một hộp luôn nha các bạn. Một hộp như thế này là 380 g á. Rồi ở đây mình sử dụng là 400 ml nước nóng. Thì cái phần nước nóng này các bạn nấu cho nó sôi thật là sôi luôn nha. Để mà mình pha cái phần sữa cho nó được hòa tan hết luôn và chín sữa. Nếu mà các bạn sử dụng mà cái nước ấm ấm á thì mình làm nó sẽ ăn bị đau bụng nhớ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quậy lên cho sữa, đường và bột béo của mình nó được hòa quyện và tan hết. Rất là thơm luôn đó các bạn. Ở nhà các bạn không có bột béo thì mình không cần để vào cũng được nha. Mình sử dụng thêm sữa ông Thọ là được rồi. Rồi sau khi mình quậy rồi, bây giờ mình để sang một bên cho nó nguội, hơi nguội nguội bớt ha. Cái phần xoài này thì mình sẽ đi lọc qua một cái rây, loại bỏ bớt cái phần sơ nha các bạn. Như vậy thì kem của mình nó mới mịn màng và ăn nó không bị sơ nữa. Mình lấy một cái muỗng, sau đó mình quậy như thế này thì nó sẽ chảy xuống rất là nhiều cái phần cơm. Nhìn cái màu rất là bắt mắt ha các bạn. Xoài thì rất là dễ tìm rồi ha. Chỉ cần thêm sữa nè, thêm đường nữa. Sau khi mà mình rây xong rồi thì mình sẽ được cái vàng cơm xoài mịn màng như thế này. Bây giờ thì mình sẽ hòa quyện hai cái hỗn hợp vào nhau nha. Phần nước sữa này đó các bạn thì nó sẽ còn hơi ấm ấm nha. Thì mình đổ vào. Sau đó mình quậy đều lên. Mình quậy, mình đánh đều lên cho hai cái hỗn hợp nó được hòa quyện vào nhau hết luôn nha các bạn.
Thường ở nhà còn xoài đó các bạn thì hay ăn không thì cũng ngán nhé. Bây giờ thì mình làm kem thì ăn vô cùng ngon và tuyệt vời luôn. Kem của mình khi làm xong nó sẽ rất là mịn màng luôn. Và rất là dẻo nữa các bạn. Sau khi mà mình quậy đều rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào cái bọc nha. Ở đây mình sử dụng cái bịch này, cái bịch mà hôm trước mình làm sữa chua đó các bạn. Mình vào cái kem này luôn. Mình đổ vô một cái ca như thế này có cái muỗng đó, cho mình đổ vào cái bọc nó dễ hơn nha các bạn. Nếu mà các bạn không thích vào bọc á thì mình bỏ vào một cái hộp cũng được, rồi mình bỏ ngăn đá nha. Rồi mình cho khoảng hơn nửa bịch chút xíu thôi. Bây giờ mình sẽ cột lại. Mình cho vào cái hộp á. Rồi khi mà mình muốn ăn á, cái mình lấy muỗng mình múc cũng được. Kem của mình nó rất là mịn các bạn, cho nên là mình cho vào đâu cũng được hết, cho bịch hay là cho vào hộp cũng ngon hết trơn á. Rồi cứ như thế thì mình sẽ cột hết cái phần kem này nha. Rồi mình được hai bịch xoài rất là dễ thương ha các bạn. Sau khi mà mình cột xong rồi nè các bạn, bây giờ thì mình sẽ cho vào tủ lạnh nha. Các bạn cho một ngày một đêm á, một ngày á, mình thường thường mình làm chắc chiều đó các bạn, cái mình để tới sáng á, tới trưa trưa đó thì nó sẽ rất là cứng rồi. Đây là phần xoài sau khi mà mình để ngăn đá tủ lạnh nè, bây giờ thì mình sẽ lấy ra cho các bạn xem ha. Wow, các bạn xem nó rất là mịn luôn á. Đây mình lấy cái muỗng mà mình sắn xuống nè, các bạn xem nó dẻo nè. Wow, vô cùng ngon và dẻo luôn các bạn. Cái phần kem này đó các bạn thì mình có thể để được 2-3 tháng luôn, nó cũng không có hư đâu. Trời ơi nó dẻo, nó ngon quá trời luôn. Các bạn thử làm theo công thức của mình đi ha. Rồi, video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Các bạn nhớ nhấn vào cái chuông để mà nhận những thông báo video kế tiếp của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.